kem Lisa Pie được biết đến là dòng sản phẩm làm da trắng hồng tự nhiên, mờ thâm sạm, cải thiện các vấn đề về lão hóa giúp bạn có được làn da căng bóng, đều màu chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Vì lẽ đó mà có rất nhiều người lo lắng liệu kem Lisa Pie có phải kem trộn không? Sản phẩm này có mang lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho da không? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp chi tiết trong video bên dưới nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Kem Nizhenza được sản xuất bởi thương hiệu mỹ phẩm uy tín hàng đầu, với thành phần chủ yếu từ thiên nhiên không gây kích ứng, châm trích hay bảo mòn cho da như các sản phẩm giả kem trộn. Hơn nữa, kem Lizapai cũng không có chứa corticoid, đạt nhiều chứng nhận chất lượng sản phẩm uy tín hàng đầu trên thị trường. Vì vậy, có thể nói sản phẩm này cực kỳ an toàn, lành tính cho da và đặc biệt là không phải là kem trộn như nhiều người đồn thổi. Nếu như bạn mua đúng hàng chính hãng 100% có nguồn gốc từ Đài Loan, vì nếu kem đúng hãng mua từ shop uy tín thì đó là kem đạt chất lượng và an toàn cho da, cũng như chăm sóc da hiệu quả nên bạn yên tâm sử dụng nếu mua được hàng chuẩn. Hàng chuẩn vừa an toàn lại cho bạn một làn da trắng đẹp mờ nám tàn nhang, cũng như giảm thâm và mụn nữa. Tuy nhiên thì đời không như là mơ, khi mà bạn biết được sự thật là có cả chục loại kem giả Lisa Pai đang được bán trên thị trường, giá rẻ cũng có, giá đắt tiền cũng có luôn. Và khi mua nhầm phải kem nhái này thì gần như bạn đã mua đúng phải kem trộn rồi. Kem trộn thì thường đẹp nhanh, nhưng sau đó thì da xuống sắc cũng thảm bại và lâu dài nữa. Nhiều bạn sau khi mua kem về xài, thì sau một thời gian phát hiện ra da, da mặt mình bỗng đen sạm hẳn da rồi có bạn thì da sần sùi nổi mụn nhiều và dày đặc trong khi đó, trước giờ mặt hầu như không có mụn. Và tình trạng này lại còn kéo dài nữa. Vì vậy, để không bị tiền mất tật mang, chị em cần phải tìm hiểu kỹ thông tin sản phẩm và mua đúng hàng chính hãng để sử dụng nhé. Kem dưỡng ly da hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem dưỡng ly pai hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo 0376102822 bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.